Nguyễn Thúy Phượng xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, bây giờ Nguyễn Thúy Phượng xin được gửi đến quý vị bản tin quan trọng của Tổ chức Y tế Thế giới có liên quan đến dịch coronavirus. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu về dịch coronavirus. Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa một trường hợp khẩn cấp toàn cầu là một trường hợp khẩn cấp về mối quan tâm quốc tế về sức khỏe cộng đồng, là một sự kiện bất thường được xác định là gây ra rủi ro sức khỏe cộng đồng cho các quốc gia khác thông qua sự lây lan của bệnh quốc tế và có khả năng cần có phản ứng quốc tế phối hợp. Đây là lần thứ 6 được tuyên bố trong thập kỷ qua. Mặc dù tuyên bố khẩn cấp, Tổ chức Y tế quốc tế, tức là WHO, không khuyến nghị bất kỳ hạn chế nào đối với các việc đi lại hoặc giao dịch tại thời điểm này. Các quốc gia nên thực hiện các chính sách y tế công cộng dựa trên bằng chứng, chống lại thông tin sai lệch, chia sẻ dữ liệu và hợp tác để ngăn chặn sự lây lan của virus, ông Adhanom nói. Tổ chức WHO cũng kêu gọi tăng tốc trong nỗ lực phát triển vaccine và phương pháp điều trị, đồng thời nhấn mạnh rằng hỗ trợ cần được dành cho các quốc gia có hệ thống y tế yếu kém có thể không thể đối phó với coronavirus. Vụ dịch coronavirus đang diễn ra là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới xác định hôm nay. Kể từ khi nó bắt đầu vào tháng trước, virus corona đã lan rộng đến gần 20 quốc gia, làm hàng ngàn người mắc bệnh và ảnh hưởng đến cả du lịch và kinh doanh trên toàn thế giới. Lý do chính không phải là vì những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, mà là vì những gì đang xảy ra ở các quốc gia khác, ông Adhanom, Tổng Giám đốc của WHO, cho biết trong một cuộc họp báo hôm nay. Quan tâm lớn nhất của chúng tôi là khả năng virus lây lan sang các quốc gia khác có hệ thống y tế yếu hơn, họ không sẵn sàng đối phó với nó. Ủy ban quy định y tế quốc tế tại WHO được giao nhiệm vụ kiểm tra các bằng chứng xung quanh một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đang diễn ra và khuyến nghị rằng một trường hợp khẩn cấp phải được tuyên bố. Ủy ban đã họp hai lần vào tuần trước và cả hai lần đều được chia 50-50 về những cái, đây là ý họ muốn nói là cái buổi họp tuần qua đó thì một nửa của họ thì muốn tuyên bố và một nửa thì không muốn tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp. Ủy ban đã họp hai lần vào tuần trước và cả hai lần đều được chia 50 về việc có nên đề xuất một tuyên bố khẩn cấp hay không. Vào thời điểm đó, các thành viên ủy ban không muốn tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu cho biết đã có đủ các trường hợp bên ngoài Trung Quốc để bảo đảm. Ủy ban đã quyết định khuyến cáo rằng một trường hợp khẩn cấp phải được tuyên bố vì số vụ việc tăng lên, số lượng quốc gia bị ảnh hưởng tăng lên và tin tức về các biện pháp đáng thắc mắc đối với du khách ở một số quốc gia. Chủ tịch Ủy ban Didier Hussin cho biết trong cuộc họp báo. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu mang lại cho Tổng Giám đốc WHO quyền đưa ra các khuyến nghị có thể ngăn ngừa sự lây lan của bệnh như tư vấn hoặc hạn chế du lịch và cho phép họ xem xét các biện pháp y tế công cộng tại các quốc gia bị ảnh hưởng. Các khuyến nghị chỉ là khuyến nghị nhưng có sức áp lực với các nước phải tuân theo chúng. Thưa quý vị, theo như Nguyễn Phượng hiểu đó, thì cái tổ chức y tế toàn cầu này đó, họ nghĩ rằng là Trung Cộng có thể kiểm soát được cái tình trạng bệnh ở trong nước của họ. Nhưng mà những quốc gia nhỏ khác,
những quốc gia có những cái hệ thống y tế yếu kém khác thì cần phải được giúp đỡ để cái bệnh nó không có lây lan. Nhưng mà thưa quý vị, có lẽ phần lớn quý vị cũng như Nguyễn Thúy Phượng cũng không tin được ở cái sự quản lý của Trung Cộng. Vâng, Nguyễn Thúy Phượng xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Xin kính mời quý vị đăng ký để xem các video khác của Nguyễn Thúy Phượng. Xin kính chào.